Ngày 20 tháng 3 được Liên Hiệp Quốc chọn là ngày quốc tế hạnh phúc vì đây là ngày đặc biệt trong năm khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo. Trong ngày này, ngày và đêm có độ dài bằng nhau là biểu tượng cho sự cân bằng hài hòa của vũ trụ, cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực. Bởi vậy, ngày 20 tháng 3, ngày quốc tế hạnh phúc cũng truyền tải thông điệp rằng cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc. Ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định số 2589 QĐ-TTG ngày 26 tháng 12 năm 2013 phê duyệt đề án tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm. Với chủ đề năm 2022, yêu thương và chia sẻ, để ngày quốc tế hạnh phúc có ý nghĩa thiết thực và cao đẹp, chúng ta hãy cùng nhau chung sức, chung lòng, trách nhiệm, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, đặc biệt quan tâm tới các đối tượng chính sách, kế thừa phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, hiếu nghĩa của dân tộc Việt Nam, yêu thương và sẻ chia, cùng đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng. Thank you.